đường nét hoa văn thì chạm trổ là rất là kinh bong luôn này. Chúng tôi thử luồn tay vào, rất là kinh bong, giá trị cực kỳ là kinh bong này. Quý vị nhìn trên màn ảnh nhỏ này thì là rất là khó để xem được cái độ kinh bong của chiếc sập này. Tuy nhiên khi xem hình ảnh thực tế bên ngoài thì nó cứ kinh bong cực kỳ là khác luôn. Rồi, hai chú chim là cắp. Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em lại tiếp tục lên một em siêu phẩm sập ngồi cực kỳ là đặc sắc. Thì để nó xem nó đặc sắc và nó VIP như thế nào thì quý vị hãy bớt chút thời gian, bỏ một chút thời gian để theo dõi hết clip này. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị về chiếc sập này. Đây là một sản phẩm của khách hàng tại thị xã Phú Thọ, gia đình chú Hương Tình đã đặt khá là lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi mới lên xong lên bộ sản phẩm này. Ở trước mặt quý vị đây hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Chiếc sập này thì là có kích thước là 1m8 nhân là 2m2. Sử dụng chất liệu là chất liệu 100% là chất liệu gỗ vụ. Và được đục chạm theo mẫu là mẫu mai điểu, hay còn gọi là mẫu thập điểu quần mai. Trước khi đi vào đường nét chi tiết thì em quay tổng thể, tổng dáng của chiếc sập này. Thì đây là hình ảnh góc máy chính diện của chiếc sập đây, quý vị thấy. Ngay sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết hơn, giới thiệu cho mọi người. Chiếc sập này thì là có phần dạ chính, trung tâm này là có độ dày là 10cm và được chạm là thủ công, toàn bộ là thủ công 100% là được chạm thủ công bằng tay quý vị nhé. Phần dạ chính này được chạm 10 chú chim điểu, như chúng ta gọi là sập thập điểu quần mai, bộ trên cành cây mai này cực kỳ là ý nghĩa. Và cái quý vị biết là hiện tại là thợ đục tay thì là rất là hiếm, do hiện tại công nghệ phát triển nên là máy móc CNC làm rất là nhiều. Tuy nhiên chiếc sập này chúng tôi là cam kết là 100% là được chạm thủ công bằng tay, không động một chút máy móc nào. Đó. Được chạm thủ công thì rất là hiếm rồi. Tuy nhiên mà để chạm lên những chiếc sập mà đặc sắc cũng như là có độ sắc nét như này thì lại phải cần có những người thợ tay nghề cực kỳ là cao nữa quý vị nhé. Quý vị xem và để ý chi tiết này, từng những cái bông hoa này hay là những con chim này được tỉa tót này cực kỳ là kỹ này, cũng như là cái độ kênh bong bồng bềnh quý vị này. Đây, cực kỳ là kênh bong và bồng bềnh luôn nhé. Đây là cái đuôi của con chim này, cái đuôi của con chim này. Đấy, chúng tôi có thể luồn tay vào được này, rất là kênh bong luôn. Đây là một chú chim này đang đậu trên một cái cành thân cây. Hai chú chim này thằng ngoái nhìn nhau vô cùng là tình tứ luôn. Ngoài ra thì còn có những cái chùm nho. Đây, quý vị thấy được, bắt đầu từ đầu chân này nhá. Đầu chân này thì là được đục chạm mà phía trên này là có chú rơi đang ăn những quả nho này. Bên dưới này thì có một đôi chim hạc này. Đó, chim tùng hạc, gọi là tùng hạc đấy, tùng hạc thiên nhiên này. Đôi chim hạc này thì là đây là một cái gốc cây này, bắt đầu tạo thành một cái thân cây mai này. Thân cây mai là chính giữa trung tâm này. Đó, thì, trên thân cây này thì có những chú chim này. Đó, có những chú sóc này, có những chú sóc này ăn những quả nho này, cực kỳ là sinh động luôn nhá. Đấy, để đường nét này, đường nét hoa văn thì chạm trổ là rất là kinh bong luôn này. Chúng tôi thử luồn tay vào, rất là kinh bong, giá trị cực kỳ là kinh bong này. Quý vị nhìn trên màn ảnh nhỏ này thì là rất là khó để xem được cái độ kinh bong của chiếc sập này. Tuy nhiên khi xem hình ảnh thực tế bên ngoài thì nó cứ kinh bong cực kỳ là khác luôn. Rồi, hai chú chim đang cắp mồi với nhau như này, hai chú chim đang cắp mồi vô cùng là tình tứ nhá. Phía bên này cũng vậy, bên này là hai bên là đối nhau. Còn là chính giữa trung tâm của chiếc sập này thì là có hình ảnh là hai chữ thọ kép. Hai chữ thọ kép là tượng trưng cho sự trường thọ. Ngoài ra hoa mai này thì tượng trưng cho năm cánh hoa mai, là năm cánh hoa mai là ngũ phúc, cũng như là may mắn, bình an, tượng trưng cho may mắn và bình an gia chủ. Còn chân sập này của chúng tôi là chân sập này là có kích thước là 26cm, rất là lớn quý vị nhá. Chân sập kích thước là 26cm. Đó. Phần dạ ngang của chúng tôi đây quý vị này. Đó. Chúng tôi được chạm những phần hoa văn này thì là rất là sắc nét và cũng đẹp, không kém cạnh so với phần dạ trước tí nào. Rất là đẳng cấp. Còn về phần ván mặt của tôi thì cái phần mặt này thì có phần khuôn tranh này, có độ dày là 8cm. Ván dày là 2cm quý vị nhá. Ván dày 2cm. Và chúng tôi là sử dụng 100% là chất liệu gỗ vụ. Đây, mặt gỗ rất là đẹp đây, không tì vết chút nào luôn.
ánh sáng hơi kém một chút. Đây là phần ngang bên phải đấy nhá. Đó, ngoài ra thì phía bên trong kia quý vị này, phía bên trong này tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở, tại xưởng sản xuất chúng tôi nhé. Đây phía bên ngoài xưởng này thì còn có rất nhiều các mẫu sập khác quý vị ạ, còn rất nhiều các mẫu sập khác. Đây có những chiếc sập Ngũ Phúc 1m8, ở bên trên này là sập Vũ Hương, đầy đủ các loại sập từ kích thước từ 1m8 đến 2m, 1m6 và 1m8. Với các chất liệu gỗ khác nhau như là chất liệu gỗ hương hay là chất liệu gỗ vụ, cũng như có đầy đủ các loại sập trơn cũng như sập độc, rất nhiều loại. Quý vị nào có nhu cầu tham khảo thì cũng liên hệ trực tiếp chúng tôi. Đây là một chiếc sập và chất liệu gỗ hương Nam Phi, kích thước là 1m8 x 2m quý vị nhé. Quý vị quan tâm thì mến hãy cứ bấm liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0957 5086 này. Phía trên này là cái chiếc sập Ngũ Phúc Trá Mai, Ngũ Phúc Trá Mai kích thước là 1m6 này, giá cả thì rất là hợp lý thôi. Ở bên dưới thì lại một chiếc sập Vũ Hương nữa, 1m8 x 2m. Còn đây phía bên này là chiếc sập trơn 1m6, vân cực kỳ đẹp luôn, vân cực kỳ đẹp luôn. Tôi cam kết là 100% là vân cũng tự nhiên nhá. Ở bên dưới này còn một chiếc sập Ngũ Phúc nữa, rất là nhiều các mẫu sập khác nhau để cho quý vị khách hàng tham khảo. Lúc nào chúng tôi cũng có hàng chục chiếc, hàng chục chiếc và chục chiếc chưa lắp lên nữa cơ. Quay trở lại với nhân vật chính trong cái clip ngày hôm nay thì là chiếc sập sập điểu Quần Mai này, cực kỳ VIP này của gia đình chú Hương Tình tại thị xã Phú Thọ. Quý vị nào mà quan tâm và nhu cầu tham khảo thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình kia, 0987 51086. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nhé. Website là đồgỗtùng8.com. Mọi người mà yêu mến hoặc là quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh chúng tôi để cập nhật những cái video clip giới thiệu sản phẩm, clip đặc sắc khác chào mọi người.